ta đi làm, ta dùng sức lao động của mình ra để mà trao đổi. Đây là một cái sự trao đổi sòng phẳng. Hãy dừng ngay một cái công việc mà nhận thấy là cấp trên đang xem nhẹ cái sự cống hiến trong công việc của bạn, và dùng những cái lời lẽ nặng nề như là: chị xin phần công việc này cho em làm công việc này trong vòng bao nhiêu phút, ta dùng sức lao động của mình ra để mà trao đổi. Đâu ra nói cái kiểu như xin bố thí vậy? Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay có các bạn trải qua như thế nào? Người ta thường nói cái câu đó là showbiz thì ngập tràn drama. Nhưng mà mình thấy là ở đâu cũng có drama hết. Không phải bạn không vào showbiz là bạn sẽ tránh được drama. Các bạn đã nghe qua drama ở nơi công sở chưa? Nó đó, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một sự việc người thật việc thật mà qua đó rút ra được một vài kinh nghiệm trong việc chọn công ty để mà gửi gắm bản thân nha. Trước khi đi tiếp với video thì Ký Kỳ Cục còn có phim bạn nhắm mắt. Link mình để phía dưới phần mô tả nha. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Mình sẽ cố gắng cân nhắc ngôn từ trong video này. Gọi tắt nhân vật chính trong câu chuyện là bạn Y, và người cấp trên được đề cập tới là chị H. Sơ lược thì bạn Y đi theo làm việc cho chị H đã được 6-7 năm rồi, trải qua nhiều dự án cùng với nhau. Chị H đều là trưởng của những dự án này. Một điểm chung đó là tất cả những dự án đều sập. Đáng lẽ đó nên là một cái dấu hiệu để mà cảnh báo cho bạn Y. Tính đến cái thời điểm là dự án gần nhất thì lúc này mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi. Khi mà chưa có gì trong tay thì chị H nhắn nhủ với bạn Y là: em cố gắng ở lại làm với chị đi, mốt chị cho em ngồi chức này, chức kia cho em thêm. Thì khi mà có một vài thành tựu nhất định rồi đó, đúng là bạn Y có được nhận thêm nha. Nhưng mà thêm đó là thêm những cái phần công việc không tên và một đống drama từ trên trời rơi xuống. Những công việc không có trong hợp đồng như là dọn tủ lạnh nè, rồi chăm sóc thú chơi hoa của sếp nè, chạy ra những đơn hàng bất chấp giờ giấc nè, rồi mua giùm đồ ăn sáng cho sếp, mang tiếng là mua giùm nha, nhưng mà nhiều khi là không trả lại tiền. Ai cũng có thể thấy rõ một điều, đó là chị H không nắm cái nghiệp vụ mà chị ta đang theo. Từ những thứ cơ bản nhất luôn, một thắc mắc to lớn của mình đối với việc chọn người của bên trên, chị ta lấy cái lý do là chị chỉ quản lý về mảng nhân sự thôi, cho nên ba chấm. Mọi người có thể tự suy ra với sau. Có một lần trong buổi họp với cấp trên nữa, thì khi mà cấp trên hỏi là: à, nhân sự của dự án em là bao nhiêu H, thì đúng cái mảng mà chị ta bảo chị ta chịu trách nhiệm đúng không, thì chị ta lại hốt hoảng mute lại và cuống cuồng đi hỏi cấp dưới. Vậy là đã nắm về mảng nhân sự dữ chưa? Bản thân đã là trưởng dự án thì không có cái chuyện là cái việc này tôi thích thì tôi làm, còn cái việc kia tôi chọn không làm. Làm gì có cái chuyện đó. Đã chọn ngồi được ở cái vị trí đó thì đương nhiên phải có một mức độ bỏ ra, là phải nắm hết chứ. Không sợ người cấp trên dở, chỉ sợ người cấp trên đó dở mà còn không có chí cầu tiến, không học hỏi mà còn đẩy phần việc cho người khác. Thì tao đẩy việc hợp lại cho bạn Y. Để ý là 5 giờ tan đúng không, thì cỡ 4 giờ 30 là chị ta đã chuẩn bị hết tất cả thủ tục rồi. 5 giờ vừa reo một cái là chị ta đã đứng dậy vọt về liền. Nhiều hôm còn về sớm, còn nhờ bạn Y là lấy dấu vân tay giùm nữa. Bạn Y bất đắc dĩ phải làm nhiều. Làm nhiều thì bất đắc dĩ phải rành thao tác thôi. À, thì khúc này chị H lại không ưa nha. Không muốn cực nhưng mà lại càng không muốn cấp dưới giỏi hơn mình. Sợ cái thể loại này quá. Chị ta cho rằng bạn Y đang thể hiện. Rồi bạn Y lọt vào cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan luôn. Tôi không làm thì không ai làm, nhưng mà tôi làm thì sẽ bị ganh ghét. Mình đẩy phần công việc cho cấp dưới, đồng thời lại xem rẻ sự cống hiến của bạn trong công việc. Bằng chứng là chị ta dùng những từ rất là nặng nề luôn, như là: chị xin phần công việc này cho em. Do lúc trước là bạn Y đi theo chị ta từ nhiều dự án rồi, là những dự án trước đều sụp, đây là dự án thứ N, nên là khi mà mới vào dự án thì bạn Y
sẽ có một cái chức vụ cao hơn so với những bạn nhân viên bình thường. Thêm vào nữa đó là em làm phần công việc này bao nhiêu phút. Chị ra ngoài kiếm đại một bạn, đưa cho bạn ấy thêm 1-2 triệu là có thể làm được phần công việc của em. Bởi cái gì nó cũng có hai chiều. Như cái câu nói đó là người trẻ đừng ngại làm nhiều, vì làm nhiều thì bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu mà làm với những người cấp trên như vậy thì đúng như cái câu là giả chàng xe cát vậy. Mình nói ra không phải là kêu gọi các bạn bên mình đúng hết. Mình chỉ là người thuật lại câu chuyện thôi. Các bạn hãy dùng lý trí để mà nhận định vấn đề. Ta đi làm, ta dùng sức lao động của mình ra để mà trao đổi. Đây là một cái sự trao đổi sòng phẳng. Hãy dừng ngay một cái công việc mà nhận thấy là cấp trên đang xem nhẹ cái sự cống hiến trong công việc của bạn. Và dùng những cái lời lẽ nặng nề như là chị xin phần công việc này cho em làm công việc này trong vòng bao nhiêu phút. Ta dùng sức lao động của mình ra để mà trao đổi. Đâu ra nói cái kiểu như xin bố thí vậy. Bạn có quyền lực thì tự khắc sẽ có nhiều người vay lấy bạn. Bạn thì ít, bè thì nhiều. Trong công ty thì cũng không thiếu những cái thành phần đó. Ngoài mặt thì chị H luôn bảo rằng chị xem em như là em gái ruột của chị. Nhưng mà khi mà thấy bạn Y làm được việc á, và bạn Y sẽ không nịnh. Chắc cũng vì lý do đó mà bạn Y ngày càng không được lòng chị H như là những người khác. Nên là dần dần chị ta tạo một cái group riêng, tạo một cái group làm việc riêng, mời những cái thành viên cấp cao vào, trừ bạn Y ra. Rồi khi mà có cuộc họp nội bộ á, thì chị ta sẽ nhắn vào cái group riêng đó thay vì cái group tổng công việc. Thấy chưa? Công tư không phân minh. Mọi người đứng dậy họp hết, còn bạn Y thì đơ cái mặt của bạn ra như bị xịt keo vậy. Rồi tới mùa lễ Tết, bạn Y dù trong dàn BO, nhưng mà chị H lại hùa với những BO khác. BO nôm na là cấp cao quản lý dự án ấy. Tổ chức tiệc liên hoan đúng một ngày chỉ sau khi bạn Y về quê. Chị H còn đưa người nhà vào, lấy lý do là hiệu suất làm việc của bạn Y không được lòng các thành viên, nên là hạ bạn Y xuống một cái bậc, đó là bậc admin, một chức vụ không có trong sơ đồ công ty. Đó là lý do mà ở bên trên chị ta bảo là chị ta xin phần công việc này cho em. Lương thì là lương của một bạn nhân viên bình thường, nhưng mà làm việc lại là với khối lượng của BO. Công sức của bạn Y, chức vụ bạn đáng phải nhận, lại giao cho một thành viên trong gia đình mà chưa training được một tuần vào hưởng. Công ty được dồn 3 ngày nghỉ phép. Chị H và bạn BO của chị ta thì tự dồn phép đi chơi hoài, nhưng mà tới lượt bạn Y xin thì lại phải nhìn sắc mặt và bị gây khó dễ đủ điều. Lỗi sai của bên đối tác thì cũng đẩy bạn Y ra nhận. Và kinh khủng hơn là mãi sau này bạn Y mới biết là phần công việc của bạn là có thêm một phần trợ cấp. Nhưng mà lúc bạn còn làm thì đâu có nhận được một đồng nào đâu. Nói tới đây là thấy áp lực tới nghẹt thở rồi đúng không? Nhưng mà điều cuối cùng, đó cũng là điều đáng sợ nhất theo mình luôn. Đó chính là sự tác động về mặt tâm lý. Bạn Y bảo rằng chị H là một người nói chuyện rất ngon ngọt, nhưng mà thực chất là một người khẩu Phật tâm xà. Luôn nhòi nhét vào đầu bạn Y một cái suy nghĩ, đó là bạn là một kẻ vô dụng. Chính bạn là người phải năn nỉ ở lại làm cái phần công việc này. Vì nếu không ở đây thì không chỗ nào nhận bạn cả. Lúc bạn Y nghỉ việc là bạn vẫn ở trong cái tâm thế là hoang mang, lo sợ. Luôn suy nghĩ tới lời của chị ta nói là không biết mình có vô dụng như lời chị ta nói không. Nhưng mà chỉ cần mình có năng lực và tự đứng trên đôi chân của mình thì không sợ là không có công ty để làm. Đâu có như lời chị ta nói mà phải ở lại nhịn nhục rồi chịu sỉ vả như vậy. Mọi người có đang suy nghĩ là bạn Y có khờ quá không? Khi mà bị ức hiếp như vậy, phải nhìn sắc mặt như vậy, một mình lại làm khối lượng công việc gần như của hai người, mà cứ phải trụ lại ở cái phần công việc như vậy gần một năm trời mới quyết định dứt áo ra đi. Thật sự đối với bạn Y lúc đó, đó là một cái khoảng thời gian rất là stress. Tóc rụng nè, da mặt sừng sùi nè, mặt nổi đầy mụn nè, ngày nào cũng thấy ôm một cử thuốc, một bị thuốc, tới cử là uống, và mắt lúc nào cũng dán vào màn hình máy tính. Nhưng ở cái khoảng thời gian tệ như vậy cũng cho bạn một cái bài học đắt giá, và cho bạn ấy gặp được những người bạn tri kỷ. Qua câu chuyện trên thì
trong một chọn nghề nghiệp của mình sẽ thêm một danh mục, đó là nhìn vào cấp trên. Người cấp trên lý tưởng đối với mình là một người mà nhìn vào họ, mình thấy là có một cái phẩm chất để mình có thể học hỏi ở họ, chứ không phải là một người cấp trên hào nhoáng, ăn nói ngon ngọt nhưng mà bên trong lại rỗng ruột. Còn bạn thì sao? Qua câu chuyện trên, bạn có học hỏi được thêm gì không? Và đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, và cũng đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.